Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Gió đây. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì chúc anh em có buổi tối thật tốt lành nhá. Anh chàng bên kia chạy kịp mất rồi. Bắn không kịp gục anh em ạ. Anh em biết là khi mà mình chơi ở cái hòn đảo sa mạc này thì mình ước điều gì không? Mình ước được là khi mà mình nhảy xuống một cái khu vực nào đó mà không hề có ai nhảy cùng với mình. Đấy, cái điều ước ấy nó xa xôi lắm anh em. Từ lúc mà cái hòn đảo sa mạc này nó cập nhật đến giờ, mình cứ nhảy khu vực nào là khu vực ấy đông như là kiến vậy. Kể cả là mình đi team 4 hay là mình đi team 1 cũng thế nhá. Chú hồn chim én như ý à. Mình đã cố gắng nhảy từ những cái khu vực xa xôi hẻo lánh đến những cái khu vực trung tâm để test xem là có trận nào không đồng người hay không. Mà hóa ra là đời nó không như mơ anh em ạ. Cứ nhảy đâu là có người đấy. Thế mới hay chứ lị. Đặc biệt là khi mà mình đi team 4 ấy, toàn bị giết trước thôi. Thốn cực kỳ anh em ạ. Với lại cũng một phần là do mình chưa thông thạo địa hình ở đây, đâm ra là nó cứ lơ nga lơ ngơ hết cả. Dụ mãi mà anh chàng kia không lên. Không lên thì thôi. Ban nãy mình có nghe tiếng bước chân cơ, nhưng mà không biết là anh chàng bên dưới ở đâu rồi. Chắc là bạn ấy chỉ lút nhẹ vào cái đồ xong rồi bạn ấy đi đâu rồi ấy. Thôi kệ đi, mình lúc đồ tiếp đây. Cao thủ cũng không bằng tranh thủ mà. Phải tranh thủ thì mới có đồ được. Úi, bom keo nhiều chưa? 3-4 trái này. Khi mà anh em chơi ở cái hòn đảo sa mạc này thì mình khuyên anh em là nên kiếm cái súng móc nhá. Cái súng móc là một trong những cái súng mà không thể thiếu ở trên hòn đảo sa mạc này. Anh em có thể nhịn ăn nhịn uống để chơi game, có thể nhịn ăn sáng cả mấy tháng trời chỉ để mua một món quà cho Clutch. Nhưng nếu mà anh em nhảy rùa trên cái đảo sa mạc mà nhịn không cầm cái cây súng móc một trận thì cái khả năng nhân giống của anh em nó chỉ rơi vào tầm 1% thôi anh em. Công nghệ. Yeah. 2 kill. Phía sau còn người cơ à. Thế mà nãy giờ không bắn cái bạn chạy kia đi, cứ chờ chúng mình ấy nhau xong. Ý lộn, bắn nhau xong rồi mới bắt đầu ra cà khịa. Đồng lắm anh em ơi. Mình én đây. Anh em có thấy cái UAV không? Ban nãy trông thì có vẻ là không đông người, nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại đông không tưởng anh em ạ. 2, 4, 6 người. Dã man đấy. Cả đâu đấy? Đấy mình xin, mình xin. Khó quá nhở. Ơ mà sao các bạn ấy toàn kiểu đứng gần gần nhau đấy kia. À kìa, bắn nhau rồi kìa anh em. Sang xem góp vui các bạn ấy một tí. Đâu rồi? Vừa thấy nổ súng xong cái im du anh em ạ. À trên nhà. Thấy rồi nha. Nấp này. Nấp này. Ơ kìa. Không trúng kìa anh em. MP anh em ơi. Nó sai sai ở đâu đó. Phóng lựu à. Mình mà lại sợ phóng lựu mini à. Cũng may là cái phóng lựu nó có 2 viên anh em ạ. Chứ nó mà có 3 viên thì thôi. Mình tạm biệt anh em, ra làm trận mới. Mà mình nghĩ là sắp tới thì kiểu gì thì kiểu cái súng phóng lựu mini cũng ra skin thôi. Bây giờ thì chưa, nhưng mà sau này thì chắc chắn là sẽ có. Garena mà lị. Có súng nào mà không có skin đâu, trừ những cái súng mới ra. Quanh đây thì vẫn còn người anh em ạ. Nhưng mà người ở đâu thì mình lại không biết. Ban nãy thì trên UAV nó có 6-7 người liền. Các bạn ý đang chơi trò núp rồi. Mình thấy rồi nhá. Có ăn được tăng giáp không? Yeah. Ăn thành công. Anh chàng bên kia không biết là mình ăn tăng giáp nên là bạn ấy không cay đầu. À. Đau nha. Ban nãy mình ăn tăng giáp thì không bắn đi. Đi vào đây là hơi nguy này. Mình không muốn thử nhân phẩm của mình đâu. Ok, anh chàng bên này đâu rồi? Mình sang với bạn đây. Nãy giờ bạn dòm trộm mình hơi lâu rồi đấy. À đây rồi. Bạn chạy đi đâu? Ra ngoài này phải không? Yếu nha. Bom keo ư?
À, bo 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 bo. Bo này thì bo này. Ơ không lọt à? Đây rồi. Có chạy đằng chợ. Ơ kìa. Ơ kìa. Lỗi gì à anh em? Ơ. À. Trên kia có người nữa kìa. Trên trời anh em ạ. À. Ây da. Được đấy. Nè. Không chết à? Không chết thì mình công. Xong nha. Thôi, bé bên dưới chạy mất rồi. Mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra lắm với cây phóng điện mini. Rõ ràng là cái lúc đấy mình bắn chuẩn mà. Đâu có lệch đâu nhở. Bảo bắn vội, lệch thì còn chấp nhận được. Đằng này rõ ràng là mình ngắm rất là chuẩn cơ mà. Không ổn lắm anh em ạ. À, bạn chạy đâu? Bạn chạy làm gì? Làm gì đấy chàng trai? Không hiểu lắm anh em ơi. Mình cũng không hiểu lắm. Nhưng mà thôi kệ. Cuộc sống mà. Loanh quanh ở đây. Nãy giờ. Hiểu chưa? Hả? Phí đấy nhở. Nó bị delay các ông ạ. Đấy. Lại bị delay nữa rồi. Thôi xong rồi. Quả bom keo này không ổn nữa các ông ơi. Này thì ném lựu này. Mình cứ nghĩ là cái quả bom keo vàng kia nó không bị delay cơ. Nhưng mà giờ thì mình thấy rồi. Nó vẫn delay bình thường anh em ạ. Chỉ có mỗi quả bom keo mặc định là nó sẽ không bị delay. Nhưng mà thôi, vì cái bom keo này đẹp nên là chấp nhận được. Không sao. Hôm nay được cái từ đầu giờ mình nhảy xuống khu dân cư. Xong cái vòng vòng nãy giờ. Đứng à. À, chọn góc khôn thế nhở. Không hết sót được anh em ạ. Thôi mình xin. Vào bo trước rồi tính bạn ơi. Tính ra là từ đầu giờ mình vẫn ở đây. Mình chưa đi đâu một bước nào. Bình thường thì phải đến 90% ở cái đảo quân sự này. Ý lộn, đảo sa mạc này nó về cái khu lọc dầu. Nhưng mà hôm nay nó lại về khu dân cư. Chẳng nhẽ lại có một sự tinh chỉnh gì đó ở đây. Bắn mình mà ngon à. Như vậy là chúng ta còn 9 người. Xem cái chàng này có đồ gì hay không. Mà tính ra là lúc đầu mình bảo là kiếm cây súng móc. Nhưng mà chạy nãy giờ giết từng ấy người. Vẫn chưa lấy cây súng móc đâu. À gạ. Gạ này. Cầm súng lên bạn ơi. Cầm súng lên, cầm súng lên. Đúng rồi đấy. Cầm súng lên chơi nó công bằng. Nè. Ui, trưởng một viên. Bạn chạy đâu? Có chạy đằng trời. Có nấp đằng trời. Ố, trâu thế. Anh chàng nó bị delay nha em ơi. Cũng bị delay à. Cũng bị delay à. Pin nè phải không. Wow, bom keo khá nhiều. Nhưng mà mình xin một hai trái. Mình vào bo đây. Này tham đồ ngoài bo là mình chết đấy. Bo này không có gì phải tham anh em ạ. Còn 8 người thôi mà. Đó, vừa nói xong còn 7 người kìa. Chúng ta sẽ tìm một cái góc bò nó đẹp đẹp để chúng ta vô. 7 người cũng không phải một con số ít đâu anh em. Anh em lưu ý là những cái vòng bo cuối này thì mọi người không nên vào trung tâm giữa vòng bo nhá. Chỉ ở rìa bo thôi. Mình xin. Đối với những cái nơi mà có nhiều nhà thì còn đỡ. Chứ còn đối với những cái nơi mà nó kiểu như ít nhà ấy, xong nó trống trống ấy, mà anh em chạy thẳng vào giữa bo ấy, thì thứ nhất là dễ gặp người thủ ở đấy trước. Thứ hai là dễ bị kiểu như nhiều bạn, các bạn ấy ở ngoài rìa bo, các bạn ấy chĩa súng vào ấy, mà 3-4 hướng bắn anh em là anh em xong rồi. Anh chàng nhà mái nhà kìa. Yếu nha. Bây giờ bạn làm sao để vào bo? Nhảy xuống á. Nhảy xuống nhưng vào bo kiểu gì đây? Đâu rồi?
Bơm máu đi bạn ơi. Nó chạy đâu rồi nhỉ? Hay bên này? Không thấy ta. À đây rồi. Yeah. Nhẹ nhàng. Còn 4 người anh em ạ. Còn 4 người. Trên này có ai không? Các bạn nấp kỹ ghê. Mình vừa thấy cái gì đó thập thò trên nhà hay sao ấy. Mình không nhìn kỹ nhưng mà khả năng cao lắm anh em. Bên ngoài bắn nhau kìa. Như vậy là hai người bên ngoài kia đang ở ngoài bo. Đây rồi. Có góc bắn này anh em. Yếu rồi đấy. Đúng rồi. Dí nhau đi. Cover cứ để phần mình. Cái này mình làm được. Còn một ông nữa đâu? Một ông nữa đâu? Bà béo à? Hình như mình gọi hơi sai rồi. Còn một bạn nữa chắc là ở trên nhà này. Từ từ anh em. Kiểu gì kiểu bạn ở trên. Nhưng mà mình có nên công lên hay không đây? Phóng lựu thì hết rồi. Lựu đạn cũng không còn. Mà đố anh em biết là cái bo nó về đâu đấy. Nó lại về chính giữa ngôi nhà đấy nữa chứ. Bây giờ mình có súng móc có phải ngon không? Mình có thể công bạn ấy từ mái xuống. Không biết là bơm máu có kịp không nhở. Đùa chứ bạn ấy còn không xuống, bạn ấy săn mình này. Bạn gì ơi, xuống đây nè. Bắn gì đấy? Gạ gì đấy? Ui. Ui. Nhỏ quá anh em ơi. Không kịp rồi. Có nhảy đây không? Biết kịp không nhờ? Em ơi. Mình cứ nghĩ là bạn kia bạn đã nhảy ra để bạn ấy bắn mình thôi. Sai quá. Chúng ta lại ngân vang câu ca một bước đi vạn dặm. À mà thôi. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.